Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về buổi thi môn ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, 7 thí sinh bị đình chỉ, gần 4.000 em không tham gia buổi thi đầu tiên. Cụ thể, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn là 1.054.601, số thí sinh dự thi là 1.050.622, đạt tỷ lệ 99,62%. Ở buổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên, có 7 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ, trong đó 3 thí sinh mang tài liệu và 4 thí sinh sử dụng điện thoại di động. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi giảm so với năm 2023. Năm 2023 ở buổi thi môn Ngữ văn có 12 thí sinh vi phạm quy chế. Chiều ngày 27 tháng 6, các thí sinh dự thi môn Toán với giờ bắt đầu làm bài là 14 giờ 30, thời gian làm bài 90 phút. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6, chấm thi từ ngày 29 tháng 6, công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 19 tháng 7. Sáng nay ngày 26 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cảnh báo việc lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tối qua 25 tháng 6, trong một số nhóm diễn đàn trên mạng xã hội, chia sẻ lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về sự việc trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng thông Thông tin sai sự thật. Hiện Bộ Công an đang tổ chức xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cảnh báo để tránh gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bộ đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin sai sự thật nêu trên. Các hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo xuyên tạc sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Theo ghi nhận, tối qua 25 tháng 6, nhiều tài khoản nhóm trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024, 3 môn chính bị lộ. Cụ thể, môn ngữ văn đọc hiểu là đoạn văn không phải thơ. Môn toán 30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 bắt đầu khó dần. Định điểm từ câu 36 là khó hẳn và nhiều dạng toán mới rất khó và lạ. 7 câu cuối rất khó và phân hóa chốt hạ, để khó lấy điểm 8 cộng, rất khó. Môn ngoại ngữ lưu ý còn thiếu vì không thể biết hết các mã đề khác. Bài đọc hiểu 7 câu lấy từ một trang báo lớn của Hoa Kỳ được đăng vào ngày 28 tháng 5. Bài đọc hiểu 5 câu lấy của một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm, còn lại giữ nguyên theo form năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm học, là cột mốc quan trọng với học sinh. Tất cả các em đều chuẩn bị kiến thức và tâm lý tốt nhất để dự thi, nhưng cũng có những thí sinh không may gặp vấn đề về sức khỏe trước ngày thi. Thí sinh Nguyễn Vũ Trọng, học sinh trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị ở Hà Nội, là một thí sinh đặc biệt tại điểm thi trường trung học phổ thông Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội ghi nhận tại điểm thi trường trung học phổ thông cầu giấy quận cầu giấy hà nội em nguyễn vũ trọng bị tai nạn giao thông cách ngày thi hơn một tuần vừa phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu chân phải của trọng bị bó bột từ đùi xuống tới bàn chân chia sẻ tại điểm thi nguyễn vũ trọng cho biết Sáng nay em có mặt tại trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị Gia Lâm Hà Nội từ rất sớm, sau đó lên xe ô tô của nhà trường cùng thầy cô và các bạn di chuyển tới điểm thi trường trung học phổ thông cầu giấy. Em ngồi xe lăn, được các anh chị sinh viên tình nguyện đón từ xe và đưa em vào tận phòng thi trên tầng 3. Là một trong những sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại điểm thi trường trung học phổ thông cầu giấy, Lê Sĩ Huy, khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế trường đại học thương mại cho biết em và các bạn trong nhóm tình nguyện đã phân công để đón trọng ngay tại điểm dừng của xe đưa đón, cách cổng trường khoảng vài trăm mét. Sau đó, bốn sinh viên tình nguyện cùng đưa vũ trọng lên phòng thi, một bạn sách đổ và xe lăn, hai bạn dìu hai bên, hai bạn đợi chân bị thương. Theo quy định, thí sinh không được cầm điện thoại vào khu vực thi nên chúng em sẽ căn dở để lên đón em ấy sau khi thi xong. Tại điểm thi này, hội sinh viên trường Đại học Thương mại có 25 bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tại điểm thi trường Trung học phổ thông Cầu Giấy. Nhiệm vụ của các bạn sinh viên tham gia hỗ trợ điểm thi là chuẩn bị nước để phát cho thí sinh, đưa đón thí sinh trong trường hợp mưa, hỗ trợ các trường hợp đặc biệt lên phòng thi. Chia sẻ về lý do tham gia hoạt động này, Huy cho biết Em đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện này vì muốn góp chút sức nhỏ bé giúp đỡ các bạn, các em tham gia kỳ thi. Bên đâu trong số những thí sinh ở đây sẽ có những bạn là lứa mới của trường đại học thương mại. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện tài khoản tung tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 là học sinh trường trung học phổ thông Trần Đăng Ninh, Ứng Hòa, Hà Nội. Theo đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định được chủ tài khoản TikTok mở quan đã đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Qua giả soát, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện tài khoản TikTok mở quan đăng tải hai video chia sẻ hình ảnh mô tả cho nhận định ở tiêu đề có liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Chủ tài khoản TikTok mở quan đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học học phổ thông năm 2024 được các cơ quan chức năng xác định là NMQ, sinh ngày 30 tháng 6 năm 2006, hộ khẩu thường trú ứng hòa Hà Nội, là học sinh trường trung học phổ thông Trần Đăng Ninh, ứng hòa Hà Nội. Ngày 26 tháng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an huyện Ứng Hòa, Công an xã Quang Phú Cầu mời em NMQ và phụ huynh học sinh lên trụ sở Công an xã Quảng Phú Cầu làm việc. NMQ khai nhận bản thân một mình quản trị tài khoản TikTok mở quan. Ngày 22 tháng 6, Quy tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên kênh TikTok Điểm sáng văn học 2024. Bản thân Quy cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Quy cũng có cảm quan về đề thi trùng với thông tin đăng tải. Vì vậy, em đã tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 lên tài khoản TikTok của mình để mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra, NMQ không có mục đích nào khác, không có ý gây hoang mang dư luận. Sau khi làm việc với cơ quan công an, NMQ đã cam kết tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên tài khoản TikTok mở quan. Cam kết không tái phạm. Trước đó, dạng sáng ngày 26 tháng 6, mạng xã hội xôn xao về tin độ đề thi 3 môn toán ngữ văn tiếng Anh. Các hình ảnh thông tin liên quan đến đề thi được phát tán chóng mặt trên nhiều diễn đàn. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đề ngữ văn sẽ là đoạn văn không phải thơ, đặc biệt phần nghị luận văn học sẽ gọi tên tác phẩm đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm. Đoạn thông tin được đăng tải còn nhấn mạnh, đề đạn ra và còn 5 ngành nữa thôi sẽ không thể đổi được. Với đề toán, thông tin lan truyền cho biết mức độ khó của đề thi, trong đó 30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 khó dần và khó đỉnh điểm từ câu 36 với các dạng toán mới lạ, 7 câu cuối rất khó. Đối với đề tiếng Anh, theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, 7 câu ở bài học hiểu sẽ lấy từ một trang báo lớn của Mỹ, đăng vào ngày 28 tháng 5. Có 5 câu khác lấy ở một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm. Ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi thông tin khẳng định tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 hoàn toàn sai sự thật. Bộ Công an đang vào cuộc xác minh đối tượng đăng thông tin sai lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lên tiếng cảnh báo các đối tượng lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Sáng ngày 26 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết Công tác vận chuyển đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 bằng máy bay. Từ sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh ra điểm thi cách đất liền khoảng 185 km tại trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu huyện Côn Đảo đã hoàn tất và an toàn. Đi cùng chuyến bay này có 26 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Năm nay, đề thi được vận chuyển bằng máy bay thay vì trực thăng bay thẳng từ thành phố Vũng Tàu ra huyện đảo như những năm trước. Điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu được tổ chức với 5 phòng thi và 94 thí sinh tham dự trong đó có 81 thí sinh là học sinh trung học phổ thông, 8 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 5 thí sinh tự do. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, bài thi sẽ được vận chuyển bằng máy bay vào đất liền để chấm. Toàn bộ đề và bài thi đều được giám sát, bảo mật nghiêm ngặt bởi lực lượng công an đi cùng từ đất liền ra đảo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 24 điểm thi chính và 8 điểm thi dự phòng với 12.672 thí sinh đăng ký tham dự. Các điểm thi đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng các điều kiện thiết yếu bảo đảm công tác tổ chức coi thi. Khu vực sao in đề thi thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập. Còn tại tỉnh Bình Thuận Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh này cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất vận chuyển đề thi và đưa 35 cán bộ, giáo viên, Giảng viên làm công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 từ đất liền ra huyện đảo Phú Quý bằng tàu cao tốc. Điểm thi tại huyện Phú Quý được đặt ở trường trung học phổ thông Ngô Quyền cách đất liền 56 hải lý điểm thi này có 266 thí sinh đăng ký dự thi với 12 phòng thi. Toàn tỉnh Bình Thuận có tổng số 13.177 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trong đó 4.059 thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên 8.716 thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội. Bình Thuận đã điều động 2.110 lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia vào các khâu của kỳ thi.